Mà con không biết câu chuyện như thế nào mà bạn thân mà gây tới mà cái chuyện mà tới mà xô xát với nhau mà ra tay mà dùng cái vật thể múa để mà tác động tới mà anh ra đi vậy hả chú ha? Cái đó là dạng cái thằng này nó cũng làm cho tới số gì rồi, nhậu đã rồi hết rượu đế rồi nó vô ngủ, rồi mấy thằng kia nó ca rồi nó ca ca rồi chê ca hay ca dở gì đó dành mi đó, rồi sao nó tán kia hai chai bia đi còn cái cuốn không à, rồi tôi ra đó không kịp thì can rồi chạy vô đây xô xát. Là xô xát ở trong nhà hả chú? Xô xát trong nhà, nhậu ở trong nhà ở trong đó chứ gì. Rồi kia, tới mà chú can ra là hiện trường ở đâu? À, tại đây luôn hả ông? Nó quấn cái gãn kia cắm đầu chạy đó mà cái đầu nó có lủng chạy ra chỗ đường đi này đó ha. Rồi cái anh mới tôi bỏ xuống bự, mày muốn không nuôi con rồi sao mày bỏ xuống, mày nghe lời nó bỏ, còn hai cái cuốn cầm tay mà thấy thằng kia chuyển miễn rồi nó không có bể đầu. Mình vô mình nói cái thằng này thì nó chạy ra, thì thằng bự đó thì nó ở đâu đây? Lúc nó chú ra can là chú phát hiện anh Lý bị thương cái đầu chưa? Không, chưa. Thì thằng Lý ở đây nó vừa chạy ra nó nói bự mày sao mày quýnh anh tao vậy, cái thằng bự nó nói tao quýnh mày luôn. Thì tôi nói bự cái theo ông bự thì cái xe đậu đây chứ vừa tới, thằng Lý nó chạy theo vừa tới chỗ đó nó lấy cái búa vớt thì chọn kịp, tôi chỉ còn có 5 tấc nữa là hốc xuống được. Rồi đó. Thưa cô chú anh chị các bạn, thì hôm nay tụi em đến đây đi thăm lại hoàn cảnh của anh Lý 40 tuổi mà bị người bạn thân tác động bằng búa vô đầu á. Đã ra đi hồi sau mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, là Tết nửa năm á quý vị dạ. Thì hôm nay tụi em đến đây để mà thăm lại hoàn cảnh, cũng là gặp ba ruột và mẹ ruột của anh Lý, chia sẻ lại đến quý vị dạ. Sau cái câu chuyện này xảy ra rồi hỏi thăm cái tình trạng của mấy đứa cháu của ông nội, cuộc sống như thế nào ha cô chú anh chị. Thì ông nội không gài là khi Lý ra đi là bao nhiêu ngày ha nội ha? 50 ngày. 50 ngày. Làm 49 ngày. Dạ, mới làm 49 ngày xong ha. Dạ. Con đi qua là rồi không gài là nội thấy mấy đứa cháu mình con dâu lo nổi có cuộc sống của mấy đứa cháu không? Thì lấy lắc sống biết sao giờ, ngày đi bán mình già giữ cháu cho nó đi bán ngày được trăm mấy tờ số vậy. Về đây hai ông bà cũng cất cho nó cái tồi này đó. Dạ. Chứ đâu có đất kỳ gì đâu. Dạ, bà nội cũng phụ giữ cháu không? Thì cháu ăn bản này cũng cháu cho giống như bác. Dạ. Tính ra thời buổi giờ mà vợ của anh Lý thấy bốn đứa mà nhỏ nhỏ không chưa có đứa nào làm ra tiền để phụ gia đình hết trơn á. Dạ. Mà ôm với số đi bán mỗi ngày như vậy làm sao mà lo nổi đây không biết nữa. Thì bước đầu thì mình viện trợ anh em đứa chăm. Dạ. Từ từ giải quyết sao chú biết sao vợ. Dạ. Chồng nó còn thì làm mướn, còn vợ nó mới con mới lớn mới chồng nó chết nó mới đi bán cái số á. Rồi mình phải cha mẹ phải lo giữ phụ nó chứ sao vậy. Mà con không biết câu chuyện như thế nào mà bạn thân mà gây tới mà cái chuyện mà tới mà xô xát với nhau mà ra tay mà dùng cái vật thể múa để mà tác động tới mà anh ra đi vậy hả chú ha? Cái đó là dạng cái thằng này nó cũng làm cho nó tới số gì rồi, nhậu đã rồi hết rượu đế rồi nó vô ngủ, rồi mấy thằng kia nó ca rồi nó ca rồi chê ca hay ca dở gì đó dành mi đó, rồi sao nó tán kia hai chai bia đi còn cái cuốn không à, rồi tôi ra đó không kịp thì can rồi chạy vô đây. Xô xát là xô xát ở trong nhà hả chú? Xô xát trong nhà, nhậu ở trong nhà ở trong đó chứ gì. Rồi tới mà chú can ra là hiện trường ở đâu? À, tại đây luôn hả chú? Nó quấn cái gãn kia cắm đầu chạy đó mà cái đầu nó có lủng chạy ra chỗ đường đi này đó ha. Rồi cái anh mới tôi bỏ xuống bự, mày muốn không nuôi con mày sao mày bỏ xuống, mày nghe lời nó bỏ, còn hai cái cuốn cầm tay mà thấy thằng kia chuyển miễn rồi nó không có bể đầu. Mình vô mình nói cái thằng này thì nó chạy ra, thì thằng bự đó thì nó ở đâu đây? Lúc nó chú ra can là chú phát hiện anh Lý bị thương cái đầu chưa? Không, chưa.
Thì thằng Lý ở đây nó vừa chạy ra nó nói bự mày sao mày quýnh anh tao vậy. Nói cái thằng bự nói tao quýnh mày luôn. Thì tao nói bự cái theo thằng bự thì cái xe đậu đây nó vừa tới. Thằng Lý nó chạy theo vừa tới chỗ đó nó lấy cái búa vớt cái chỗ kịp, tôi chỉ còn có 5 tấc nữa là hốt xuống được. Rồi đó nó xịt máu rồi tôi mới đè nó xuống lấy cái búa. Khi mà bạn thân anh Lý vớt anh Lý là trước mặt của bác luôn, ngay mặt luôn. Tôi chợt quay té là nó chạy qua mặt tôi đứng giường kia bổ liền. Vậy là chú bị chợt giò ha, chợt giò chợt chỗ này là ngay vòng vòng ở đây đấy ha, trước nhà nè. Rồi chú mới chặn lại đè nó xuống lấy cái búa rồi bắt đầu bắt nó vô nhà. Rồi mới chờ lại chờ cho nó đi mai. Rồi cuối cùng tới 20 phút mới cho đi. Cái đâu tính đi. Em biết rồi xuống dưới bị cái xe chết máy nó quýnh thêm chập nữa. Không, cái lúc dặn co ở đây là lâu không chú? Trong khoảng cái tắc hả? 5 phút. Không, cái lúc mà quánh xong trong vòng 5 phút mà quánh xong rồi cái người bạn đó đang ở đâu? Thì chú bắt nó vô nhà đóng cửa lại cho trở người như mai. Mình tính nó nhẹ thôi. Chết qua tính nhẹ không xịt máu luôn chết. Mà bữa đó nó chết thì chắc lâu tù quá làm nó khiến. Rồi bữa tay của chú cũng sụi nữa. Rồi nói rồi cái chú ra đó hỏi mày quýnh nó chi dữ vậy bà. Lúc đó chú khống chế chú cột lại ha. Khống chế không ngồi gục đầu mà tính vỡ búa lên quýnh nó rồi. Mà nó không có nhớ, nó không có hành động gì sao quýnh. Dạ đúng rồi. Không có hành động gì chứ đủ mẹ mày quýnh nó chết rồi còn bự. Mày quýnh nó vậy? Đụng mà tao bữa mà giờ mà anh bữa giục cái búa ngay mặt nó luôn. Nhưng mà mình dở mình cũng là coi muốn dở búa lên để mình hăm dọa nó thôi mà. Rồi giữ chân nó lại khoảng 15 phút. Đừng cho nó chở đi ba mai. E dè. 15 phút sau ba mai nó chết chỗ cái cầu đó đó. Dạ. Nó quấn thêm nhọn chập nữa. Cái cầu ga đó ha, đừng ga ha. Nó là cái cố sát đó. Quấn chập đó ngay ngay xong mấy mương mấy xẻo có lọt không xẻo không? Lọt xe rồi chúng xẻo hết. Rồi con nhỏ này nè, với cái thằng mà bị quýnh hai chai bia á, nó hồi tâm rồi nó quýnh cũng xịt máu, quýnh nó coi á. Rồi lúc đó chú không hay, rồi chú hay trận đó là chú ra cái nó chết rồi. Chú tưởng nó đi tới nhà thương rồi. Ê dè, chạy chiếc 50 mà chở ba sao chạy nổi lên cái cầu qua đó. Tụt cứ gặp đó nó quýnh to nữa, thôi nó cố sát vậy đó. Như vậy là lúc đó chở anh Lý đi là y ở trong nhà này y ra. Ông chở Lý đi là nó lấy đây đè nó là nhỏ này tôi chặt tay đè nhỏ này kêu nhỏ này lấy búa gỡ ra nó mới thiết có được với tôi vòng số 8 mình buông ra sợ mạnh không mình nó búa mình rồi tôi lấy cái búa cho tôi tống nó một hơi vô đó cửa rồi tôi đạp lại luôn mày ở đây hồi đi luôn tính mày thì tôi kêu chở này đi băng đi thì vô nó đụ mẹ mày quýnh nó cái búa còn gì bự tao tán mày hả cái nó giơ cái đầu vậy nè nó ngục nó không nói chuyện gì hết. Rồi sao quên? Phải tôi quất lên cái tới giờ này chắc tôi ở trong tù nó có ra được đâu. Thì cũng may cho mình đó chứ. May cho mình, tôi giật mình quay. Theo mà bữa tôi định là nó mà nó con tôi nó lủng lỗ rồi nó chết rồi. Không phải mà anh Lý mà nếu mà gục tại chỗ là có chuyện lớn chứ. Tôi ở tù rồi. Chắc chú nghĩ là anh Lý không có sao. Đúng rồi. Mà nó nghĩ rằng cái dạng ngày thằng Lý nó kêu luôn mà Lý kêu bằng cha nó cũng kêu bằng cha nữa mà nó rất đàng hoàng nó không có gì hết cũng kêu theo bằng cha kêu bằng cha nó thì nó qua đây thường lại nó cũng rất là hồi đó nó vô con vô lắm sau này nó hết vô con rồi bao năm nay rồi nó chơi cũng bình thường làm ăn mình thấy nó tu rồi rồi nó qua tới lui như vậy đó mà phải chi mà đừng có uống hai cái bia của thằng thành phố thì thằng Lý không chết. Dòng uống 60.000 bạc rượu rồi cái bốn thằng là quất vô 60.000 rượu ở đây có 3 lít đó. Mà con nghĩ cái lúc mà xe chở không nổi thì vô đổi xe mà cái lúc đó tại sao y tỉnh y đi vậy ra lúc nó chạy về đây nó lấy xe đây nhỏ này nè tôi không hay là lúc đó tôi dời nó vừa bệnh rồi nhốt quá bệnh rồi nhốt mà sao xúc ra không có xúc chưa xúc ậu tôi thả tôi nhỏ là dây thấm máu tưởng là chạy luôn đây do tưởng là đi tới bệnh viện rồi đi tới bệnh viện mới thả đi tới bệnh viện rồi thả nó đi thì mình thấy thằng này tới bệnh viện mới thả rồi tự chú thả tự thả tự về mày về đi xe Honda đi luôn hả ông chạy xe Honda của nó xe Honda nó giờ đậu đây nó quay chạy luôn mày về đây rồi sáng mai nhà nước ta giải quyết mày uống rượu mày quậy mày bự không nói đi nói lợi cho lên xe chạy không trả lời luôn hả không trả lời luôn chạy lên gặp ngay chỗ mà kẹt xe đó
rồi quýnh viên nhỏ này. Rồi thằng Lý á, nó còn giữa góc vừa, nó kêu con vỏ này đừng có quýnh bự nữa, đừng quýnh bự nữa, nào bị gì vậy mà nó còn kêu đừng quýnh bự nữa. Mà lúc đó chú thấy gà máu gà nhiều dữ không? Không, nó gà nhiều nó chết rồi. Nó mới ỉ à, nó ỉ gà, gịnh gà mà hơi nhiều ướt cái nè. Vậy lúc đó chắc tét da ít. Tét, nó hồi giải phẫu thì nó lủng biên lỗ, mà nó không có dập da. Nó lủng ở trong á. À, lủng trong. Không phải mà bữa đó nó chết, nó chết tôi rồi, tôi lại cầm búa rồi. Tôi có chuyện lớn nữa rồi đó. Có chuyện lớn. Hai người chết, tôi còn bồi thường mỗi nữa. Theo tôi nằm đêm tôi giật mình á, tại vì người nào chặt có người, mình bước thêm thằng nữa là mình đi rồi, bữa nay đâu có nhà đâu. Tôi mà cũng khiến. Vậy là ga dằn co đâu có quánh bằng tay hả chị? Không quánh tay, để con búa bụng nha. Lúc đó mà lúc chưa đánh là chú thấy cái cử chỉ của bạn của anh Lý như thế nào? Nó thì nó quýnh thằng kia chạy rồi. Chạy quýnh kia chạy. Chạy đó, thằng đó ra khỏi cái vựa rồi. Thì mới vô đây á, mới đây cái ở trong hẻm nó chạy ra. Dạ. Nó thức trong hẻm chạy ra. Cái nó đồ mèo sao quýnh em tao bự. Quýnh mày luôn. Thì tất nhiên á, cái nhỏ này là vợ nó sát đây mà đây miễn không à. Thì nó ra đây cái thì thằng vậy là ban đầu chắc nện bằng chai bia hả? Không, thằng kia nện kia hai chai bia còn có cuốn hai tay luôn á, mà thằng kia không bại đầu đó. Rồi thì không, chai bia có nước thì không sao đâu. Thì mình thấy vợ nó giữ chồng rồi với thằng kia nữa, hai người bạn nữa. Dạ. Sao mình lại này mà đưa thằng này lên xe. Dạ. Đừng mình kêu nó về. Thì vừa chụp tới đây thì nó lấn tôi qua đó, tôi cấm đầu cái chọc qua đây, nó giơ cái đầu này bữa luôn. Cái một luôn là lúc đó tôi hốt luôn á. Có hút là tôi lấy cái búa đó, mà lấy cái búa lúc đó lấy không được nữa. Cái kêu nhỏ này tiếp mày lấy cái búa gì thì không dám nhả cái tay ra. Tại vì còn bắt đầu lấy búa thấy cái máu gịnh à. Tao đụ mẹ mày giết thằng Lý rồi mày chết mẹ mày rồi. Thì tôi kêu này lên xe đi. Thì nó lên xe tôi quất cho nó một đấm cái chuỗi nổ đó, tôi quất nó luôn vô đó, tôi đóng cửa lại. Thì cho nó đi 15 phút mà. Mà lúc đó mày thằng Lý tao có cái gì tao bữa cái đầu mày. Nó nói vậy á, rồi tôi xách cái búa ra, tao nói đụ mẹ cái búa này mày, bữa nó đầu nó còn gì sống mày, giờ tao bữa này nè, nó ngồi lên thính cho bữa, mày sao bữa? Tao không nhúc nhích sao mình tác động được. Bữa vậy, nó, rồi ai mà biết cái sao nó đón dưới nó quýnh nữa, về công an lại hỏi tôi không biết, tại vì mới đây mình đâu có xuống dưới mình biết. Mình đâu có nghĩ đâu. Ừ, lúc mình đó nó chạy đâu, chiếc 50 nè, chạy ba đứa chạy không nổi, rồi mới về nó đổi đi 100, mà lúc nó đổi 100 mình không hay. Thì 20 phút rồi, ở trên 20 phút mới thả nó đi, sợ nó đi đường quýt nữa. Cái trận sau này nó mới chết. Mà thấy cũng tội nghiệp đó, giờ gia đình nó hồi mà chôn tới giờ không có qua đốt nhang người nào, không có gì hết. Không qua luôn hả? Không, không. Ngộ á. Ngộ á. Sao ngộ ta? Ngộ. Ngộ. Có điện thoại với chú không? Hả? Có điện thoại với chú không? Không có liên lạc. Không có liên lạc luôn. Sao vô đây dí quýt gì không dám vô? Không có đâu. Ai chẳng có phần ấy. Ai chẳng có phần ấy chứ. Theo mà tôi nghĩ như người ta tôi xấu là cái con bà chết rồi. Coi như hiện tại là chú có mong muốn gì bên kia qua nói lời, những lời nói gì với gia đình mình không? Có chứ. Tự nhiên mình mới ngộ nhận cái gì nghĩ trả chứ. Ừ đúng rồi. Con cái này. Bây giờ ít ra cũng là cái cuối cùng, nếu mà không có tiền để mà giúp đỡ gia đình mình thì nói đi bây giờ. Đốt cây hương, nén hương cũng được. Có người qua nói là trời ơi chứ việc người qua đừng có trả giá cho gì nữa, tôi đâu có biết trả giá. Bây giờ không có tiền bạc thì qua đó cũng nhang cho con tôi một cây thôi. Rồi cái gì để nhà nước là tính. Mấy bên mấy ông dở quá à. Cứ qua đi tôi không có làm gì, tôi đụng cái tôi có tội pháp luật. Cái cũng kêu người ta qua hỏi vậy đó. Cái trời ơi qua đi. Có gì đâu. Cái chuyện gì ai có nấy. Kêu người ta qua hỏi mà không qua luôn. À không qua luôn. Rồi bây giờ á, biết là bên kia khó khăn cũng khó khăn, bên nay càng khó khăn hơn nữa. Có hỏi tôi như vậy thì tôi có nói là bây giờ đó, gia đình của ông Lý nó cũng nghèo, dù bốn đứa con đó. Bây giờ bên vẫn mà nhóm có giúp được gì giúp ha. Đúng rồi, cái gương cái hàng gì đó, còn không có thì qua trước việc qua đúng nghe, rồi để nhà nước ta giải quyết với tôi đâu có hành bây giờ gì thôi. Mồ mả của anh Lý nè thì mình không nói. Còn cái hà cái quan tài nè, áo quan nè, rửa chén cũng được đó, mình đâu có nói mình rửa chén phụ cũng được đó, mà không có gì chứ. Ôi, thấy cũng hơi buồn. Rồi để bây giờ vợ phải gánh nặng hết đó, những cái phần đó luôn đó, rồi kể nặng. Cả bốn đứa nhỏ nheo nhóc nữa, nó ở Đồng Xài nó khổ lắm. Tôi về tôi mới dành dụm á, rồi cất cho được cái nhà này. Ơi có nhiêu tiền đâu, cất nhà cho con cất á, ở cũng được 5-6 năm rồi.
mà nó ít nhậu, có gì đi làm lâu lâu chủ nhật về nhậu à. Rồi hiện tại thì hai ông bà già, ông nội bà nội cuộc sống thu nhập như thế nào? Trời ơi, một tháng vẽ được mấy trăm vừa. Bây giờ thì chia cho con. Rồi nghe kinh. Nói là làm đám tang của ảnh xong xuôi cũng làm còn thiếu nợ lại mới được kiện thôi. Đúng rồi. Thiếu 50 với 200 nó còn thiếu ngân hàng nhà nước đó, còn 15 triệu nữa mà trả hoài đóng lợi lãi hoài. Thì giờ mình phải chịu. Giờ nó mần thì cái gán kiếm tiền. Mình tính là vật tư rồi cũng nó ở bên bển phụ mình chút lĩnh cũng gửi trả. Nói tổng cái phần mộ hết là nãy chị vợ của anh Lý chia sẻ là còn thiếu ba mấy triệu tiền vật tư rồi này nọ các kiểu nữa. Còn thiếu. Mà nợ lặt vặt nữa, rồi tùm lum hết trơn thôi, chết rồi. Thì bây giờ làm cái nền mộ đó là mấy ông cũng thấy rồi đó. Đâu có cũng bao cũng chục đủ hết đâu. 20 mà trả được 5 rồi, còn 15 triệu trả được chưa? Chưa. Trời. Con mới đóng lời không? Còn hỏi bà ngàn nữa bà. Bây giờ làm mà lo cho mấy đứa nhỏ rồi đóng lời thêm mấy phần đó nữa thì sao mà nếu mà gánh thời gian lâu ngày nữa thì sao mà gánh nổi đây không biết nữa. Tôi ra giờ anh em của nó, chị em nó, tôi xin đứa 500 cho nó để nó sống qua ngày lớp 1 tháng 2 tháng thôi. Thì dính cho nó. Thì em cũng nghèo, đứa nào cũng nghèo. Đứa nào cũng nghèo. Rồi bên vợ thì thôi, tút lút luôn. Cũng nghèo cũng chết ở quảo mà. Đâu có gì đâu. Đó, bây giờ nhờ hên là còn ở gần sát bên của ông nội. Ông nội nếu mà thiếu gạo không lẽ qua xúc gạo ông nội la. Không lẽ để cho cháu nội đói phải không ông nội? Khổ luôn. Cháu mới đói. Đó, thì phải gồng phải thôi. Bây giờ bình thường nếu mà còn lo nổi thì lo chứ mà tới đói đế nếu mà bây giờ đói đế quá bữa nay không có còn tiền mua gạo là buộc cũng phải bà nội cho gạo thôi. Bây giờ mình nghĩ là con mình chết mình phải làm cái hàng chơi cái mã cho nó tốt cho nó. Yeah. Rồi cái mình mua sợ bên quảnh nó làm thinh rồi thôi mình chịu không biết sao vậy. Kệ cậu cho cháu mình sống nó mạnh giỏi. Thì hướng tương lai sau này mấy đứa cháu nè khổ cái còn lâu nó dài đường, cái đường đời nó còn dài lắm. Nhỏ Út mới có 20 tháng. Tội nghiệp là tội nghiệp vợ của anh Lý nè, gồng gánh tới đâu nữa. Quậy xa, quậy dữ lắm. Thì còn đem 3 giờ đem đi bán. Dạ, bán gì? Khổ thấy khổ thôi. Vậy rồi bây giờ đặt ví dụ như gia đình ta khó khăn mà vợ chồng còn đủ đây mà lo còn vất vả đừng nói làm chi. Hai đứa tôi nội đi tiền đám không cũng chết. Một tháng chỉ uống thuốc hai. Ở dưới quê này đi đám luôn chết luôn. Uống hoài luôn tới chết luôn á. Vẻ vừa đâu có đủ. Nó mới bệnh cái 100 triệu luôn, hết luôn. Mới cậu đầu mới mọc. Rồi tới ngày vô một cái giác nữa còn gì. Mà con nghĩ sao mà nếu mà bản thân thì sao mà tác động mà không ngần ngừng mà còn đi ngược theo dọc đường làm nữa biết mà sao đi qua kì... chỉ là đi qua mùng khâm thôi, thằng này vụ màu rồi thằng này tội nghiệp nó mua hết chứ. Chú ý là nó không giết nhau, chú ý là giết nhau là nó chết rồi. Nó cũng kêu mình bằng cha, thằng kia cũng kêu bằng cha, thì mình nói nó nghe rồi, nó nghe nó quýnh kia bỏ còn hai cuốn rồi mình nói nó ngừng rồi. Và cuối cùng nó nói với thằng này thằng chưa ra nhau quýnh bị quýnh kia thằng này ngủ mà sao lại cô hùng các đảng cho nó ra nó vớt này luôn. Mình lo con thắc mắc cái có chú mà chú không can kịp luôn. Không có. Bước mập. Quýnh nghe cái đùng là kia chạy đó chú mới mở cửa chạy theo kia. Chứ có chú nhậu chú không có dự. Chạy theo anh kia thôi. Chạy cứu anh kia. Dạ. Còn này ở sau nó lại. Dạ. Sau nó ra. Nó ngủ nó ra thì giải quyết kia cấm đầu chạy rồi giải quyết lại lên xe. Dạ. Thì thằng này vừa ra cái nó mày vô mày dẹp đi để tao giải quyết. Thì mình tưởng con nó nghe lời. Bây giờ mình vừa bước tới đây nó chạy ngang nó xô mình tát cái chớ gió kia nó mình lại nó mở cái bao xi măng ra nó đẻo vô đầu luôn cho đỡ kịp. Mà chị cũng nghe lắm, con vợ nó nói là nhậu á là bữa đó nó vuốt cái đầu thằng Lý chừng 5-6 lần vậy. Nó nói thương Lý lắm mà vuốt hoài. Ừ. Thằng giết thằng Lý á nó vuốt cái đầu nó hoài. Nó ổn vậy. Ừ đó, không để ý chồng mình là không biết sao mà cứ dò cái đầu nó thương Lý lắm mà. Nè, thì cái bữa quận năm này cái tuổi của nó thì chết nhiều, cái tuổi 40 hả chết nhiều làm gì năm nay trời kêu sao anh đừng có xô chú. Lấy là con thứ mấy của chú? Chú Út. Út hả? Ừ, chú bốn đứa con là bốn thằng trai trai Út luôn. Nó ra Út á. Bữa đó chú đừng trọt là chuyện chắc không được. Không trọt, không trọt. Thì xô chú mà, đúng không? Lấn chú trọt mà. Lấn chú trọt. Số anh này cũng hết cái ngày đó giờ đó. Trời tới xuống luôn. Không phải thằng này lấn mà thằng con mình nó lấn mình té. Đúng rồi, lấn cũng như là. Lấn là dối lần, dối lần này chơi này nè. Rồi cái giờ nó vừa té lồn còn lên này nó dối rồi sao trả kịp.
Đào hố luôn. Cái búa đâu sẵn sắt bên luôn rồi. Cái búa nó để trong cái cốp xe này, nó đi xe nó để vậy có bao xi măng cắt làm hai. Là nó cũng đi làm cái nghề chắc để cái thiết nè. Dạ. Rồi uống cà phê rủ nhau mùng năm mà làm mùng bè gì. Về mua với nhau mua về nhậu nó mới chết á. Chứ nó không có thù à, thù gì chứ. Con Giang đó. Vuốt đầu thường anh Lý lắm, anh Lý lắm mà vuốt năm mấy lần luôn. Tại nhỏ này nó sơ ý nha. Gặp chị là không để cho nó quýnh cái gì đâu. Biết là nó quýnh là ý đồ gì nó gọi. Mà bữa đó là biển chai không vô được đâu. Hai chai nó nổ mà xe nó đập hai chai chắc nó đập khoảng 4-5 chai. Yeah. Mình chạy qua còn thấy chạy ra cuốn đó còn hai cái cuốn cầm ở trong. Hai cái cuốn chai bể còn cầm trong tay luôn ha. Thằng kia thì nó cúi nên nhủi đầu không à. Mà kia bị đầu có bị ra máu không? Không. Bị nó chưng chưng nhột chạy. Dạ, bị gì biết sao không? Sao cũng bị nặng à. Chai có nước không đánh đổi đâu chú. Quánh tức nó bể chai. Quánh chai đó mà nó quánh dưới cục dưới là chết á. Chắc nó quánh giữa chai mới nổ. Dạ dạ đúng rồi. Quánh quánh ngay cái cục kia là bà cổ bắn nè. Cái thớt dưới á. Gần gần cái đít chai. Gần gần đít chai. Cứng chính giữa nó nổ ra. Nổ lớn á. Nổ lớn thiệt. Đây là cũng như là cốm vậy. Như là tùm lum chứ. Như là cốm biển á, như là cốm vậy. Okay. Khi mà nó đập trống rồi á, đùng đùng rồi á, thằng kia nó quảng hồn. Nó chạy rồi chú tông cửa chạy theo rồi tới cây đó là cái bự đứng lại thì nó còn hai cuốn không? Không biết hai cái cuốn nó đập. Còn hiện trường đây là miễn không? Miễn không. Nói thì thôi, hôm nay tụi con cũng đến thăm lại cái hoàn cảnh của vợ anh Lý. Thì cái thời gian này thì chú là ông già chồng thì thấy rõ ràng trước mắt là con dâu mình đang gánh nặng là tới 4 đứa nheo nhóc rồi ha. Thì có gì mấy đứa nhỏ có qua ông nội thiếu hụt thì ông nội trợ giúp thì cũng đỡ. Thì mong rằng cái clip này đăng lên thì cũng có những người ta nhìn thấy cái hoàn cảnh của chị đang khổ vậy đó. Người ta nhìn tới thì có cái lòng hảo tâm thì người ta hiểu quả đâu giờ giúp đỡ. À, thì đối đế ông nội cũng phải gánh thôi. Bé gì cũng nghe giờ lúc miệng mình ăn vậy. Thôi vậy con tạm biệt ông nội bà nội nha. Cảm ơn. Chúc ông nội bà nội sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ.